Giới thiệu với các bạn cái mẫu động cơ 12V 250W. Con này điều khiển bằng chiết áp nhé. Nhông này thì nó dòng nhông mỏng, có thể sử dụng xích xe đạp và xích xe máy đều dùng được. Đấy. Tốc độ động cơ thì từ 300 đến 350 vòng trên phút. Công suất là 12V 250W. Có chân đế nhé. Loại này thì nó rất thích hợp cho chế xe đạp, xe đồ chơi trẻ con, xe trẻ con mà làm ở cái giải tốc độ 8 đến 13-2 km/h ấy, tức là tương đương tốc độ của xe đạp ấy, thì nó có thể tải được khoảng 200 kg cả xe lẫn người nhé, rất là khỏe. Điện thì chỉ sử dụng điện 12 thôi, hoặc cái này có thể làm động cơ quay vịt cũng rất là tốt, rất là bền. Đấy, điều khiển này thì mình trang bị hẳn loại 500W cho các bạn. Đấy, 500W thì nó bền và nó khỏe. Còn ngoài ra thì các bạn thích loại dùng chân ga thì sẽ tính riêng. Đấy. Đây là một số cái thông số của nó. Con này nó nặng khoảng gần 3 kg các bạn nhé. 250W. Đấy. Cái này là công suất thực của nó đấy. Còn loại 350W thì nó sẽ dày hơn, nó dày mình hơn một tí. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video.